huấn luyện viên Ghana, các đội bóng châu Phi xứng đáng có nhiều suất dự World Cup hơn. Theo huấn luyện viên tuyển Ghana, ông Otto Addo, với 4 đội châu Phi vẫn còn hiện diện ở Qatar. Một kỳ World Cup 2022 có thể nói khá thành công đối với các đội bóng châu Phi cho thấy sự cần thiết để giải đấu lớn nhất hành tinh cần dành nhiều suất tham dự hơn cho các đội bóng đến từ châu lục này. Trong 5 đội bóng châu Phi tham vòng chung kết World Cup 2022, Senegal và Maroc đã giành quyền tham dự vòng 1/8, trong khi đó, Ghana cũng có thể gia nhập nhóm này với một chiến thắng trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Uruguay diễn ra đêm mùng 2 tháng 12. Ngoài ra, Cameroon cũng vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu họ đánh bại một Brazil đã chắc suất ở vòng trong, và có thể sẽ muốn dưỡng sức các trụ cột ở lượt đấu cuối vào rạng sáng mai. Chỉ duy nhất một đại diện châu Phi là Tunisia đã bị loại, dù bất ngờ có chiến thắng 1-0 trước Pháp cách đây 2 ngày. Phát biểu trước khi Maroc đánh bại Canada 2-1 để đoạt vé vào vòng mùng 1 tháng 8 với tư cách đội dẫn đầu bảng F hôm qua, huấn luyện viên Otto Addo đã dành lời khen ngợi cho Senegal, đội bóng châu Phi đầu tiên vượt qua vòng bảng ở World Cup lần này. Tôi rất hạnh phúc và chia vui cùng những người anh em châu Phi của chúng tôi đã đoạt vé vào vòng mùng 1 tháng 8, Addo phát biểu tại cuộc họp báo. Đây chắc chắn là một nguồn cảm hứng cho chúng tôi. Trước hết, tôi rất vui vì Senegal đã vượt qua vòng bảng. Điều này rất quan trọng, chiến lược gia 47 tuổi nói. Như các bạn đã biết, châu Phi là một lục địa đã phải chịu nhiều sai trái và bất công trong lịch sử. Và đây là những gì chúng tôi đang cố gắng làm cho Ghana và người dân châu Phi nói chung. Tôi hy vọng rằng mọi người đều hiểu rằng chúng tôi đang nỗ lực thể hiện nhiều hơn những gì mà chúng tôi có tại giải đấu, bởi vì đôi khi đối với những người ở quê nhà, chúng tôi là hy vọng cuối cùng của họ, ông Addo chia sẻ. Trong 5 kỳ World Cup trước, màn trình diễn tốt nhất của bóng đá châu Phi là vào năm 2014, khi Nigeria và Algeria cùng lọt vào vòng mùng 1 tháng 8. Trong các giải đấu năm 2002, 2006 và 2010, chỉ có duy nhất một đội bóng châu Phi tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, trong khi vào kỳ World Cup 2018, tất cả 5 đội châu Phi đều bị loại từ vòng bảng. Ghana có thành tích tốt nhất trong tất cả các đội châu Phi ở vòng chung kết World Cup. Họ từng vào đến vòng đấu loại trực tiếp ở 2 trong 3 kỳ World Cup gần nhất và là một trong 3 quốc gia châu Phi từng có vé vào tứ kết. Huấn luyện viên Addo cho biết, với 55 đội bóng tham dự vòng loại chỉ để chọn ra 5 cái tên được dự vòng chung kết World Cup. Đây là một sự thiếu công bằng đối với các đội bóng châu Phi khi so sánh với vòng loại World Cup khu vực châu Âu, nơi cũng có cùng số lượng các đội tham dự vòng loại nhưng có đến 13 suất dự vòng chung kết. Rất khó đối với chúng tôi, xác suất để chúng tôi được dự World Cup thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia khác như ở châu Âu khi họ có tới 13 suất. Và vì vậy, tỷ lệ các đội châu Âu được đi World Cup cao hơn rất nhiều, nhà cầm quân sinh năm 1975 cho biết. Trong khi đó, tuyển thủ Ghana Thomas Partey, người đang chơi bóng ở Anh cho câu lạc bộ Arsenal, cho biết World Cup đã thiếu vắng các cầu thủ châu Phi giỏi chính bởi do những suất tham dự ít ỏi như vậy đối với các đội châu Phi. Tôi không ngạc nhiên khi chứng kiến màn trình diễn tốt của các đội bóng châu Phi ở World Cup. Chúng ta đều biết bóng đá châu Phi đang ngày càng tiến bộ hơn. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng nhưng nhiều người trong số họ đã không thể góp mặt ở World Cup, tiền vệ sinh năm 1993 cho biết.